Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 12 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Yên Lạc tổng kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Thị trấn Tam Đảo tập trung phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án 1 tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Trầm, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Đỗ Đình Việt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Lạc, các phụ nữ tiêu biểu của huyện. 5 năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đã có gần 26.000 hội viên trên 8.900 nữ thanh niên ngoài hệ thống trường học, 100% nữ cán bộ công nhân viên chức, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ từ chi hội trưởng trở lên và gần 5.000 phụ nữ trên địa bàn được tiếp cận với nội dung tuyên truyền phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trầm, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Đỗ Đình Việt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Lạc đánh giá cao những thành tích mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Lạc đạt được trong 5 năm triển khai tiểu đề án 1 tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phát triển mạnh mô hình để tập hợp đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt, gắn thực hiện đề án với việc xây dựng đảng, chính quyền. Nhân dịp này, đã có 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án được Hội Liên hiệp Phụ nữ khen thưởng. Trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6 năm 2015, Đảng bộ xã Tam Quan, huyện Tam Đảo tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thái Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tam Đảo, đồng chí Phạm Quang Nguyên, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và 125 đại biểu đại diện cho 405 đảng viên trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Quan đã lãnh chỉ đạo nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt trên 380 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 24%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,8%, công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được 82 đảng viên mới, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thái Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quan đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời yêu cầu xã lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trên tinh thần thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã khóa 19 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 31%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng một người một năm, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, phong trào xã hội hóa giáo dục được đầu tư, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng được củng cố. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồng Ích sẽ tập trung xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Đồng Ích giàu đẹp, văn minh. Đường thành lập từ năm học 2011-2012, sau 3 năm đi vào hoạt động, chi bộ trường Trung học phổ thông Sông Lô đã lãnh đạo hoàn thành tốt những mục tiêu nghị quyết chi bộ đề ra.
100% cán bộ đảng viên, nhân viên được tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong công tác tổ chức cán bộ, chi ủy đã thực hiện đổi mới phương pháp lãnh đạo, hệ thống chính trị bằng các nghị quyết, tăng cường mối quan hệ làm việc theo quy chế. Hàng năm chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, 100% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến. Năm học 2013-2014, trường có 46 giải học sinh giỏi tỉnh, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt 5,4%. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 12, có gần 73% học sinh đỗ đại học cao đẳng. Trường Trung học phổ thông Sông Lô đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học tới. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, 13 tháng 6 năm 1950, 13 tháng 6 năm 2015. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang thành phố đã anh dũng kiên cường cùng với nhân dân phối hợp với các đơn vị chủ lực chiến đấu, đóng góp lương thực, thực phẩm, động viên thanh niên nhập ngũ, tham gia dân công hỏa tuyến. Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường. Nhiều người đã lập công xuất sắc được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, dũng sĩ diệt Mỹ. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc, các đại biểu huyện Tâm Dương đã cùng nhau ôn lại lịch sử anh liệt 65 năm qua của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, huyện Tâm Dương nói riêng. Trong 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, huyện Tâm Dương đã tiễn đưa gần 20.000 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, huyện Tâm Dương đã đón nhận trên 970 thương bệnh binh, chia sẻ mất mát với thân nhân của 1.500 liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường. Đến nay toàn huyện có 54 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 cá nhân và 6 xã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên 860 gia đình được tặng bảng vàng danh dự. Trên 8.000 lượt tập thể cá nhân được tặng thưởng huân huy chương các loại. Và huyện Tâm Dương được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Trong những năm qua, với những nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo đã lãnh đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu đại hội đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, với việc xác định ưu tiên đầu tư cho du lịch dịch vụ, huyện Tam Đảo đã đi đúng hướng để nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. Phản ánh do Đài Truyền thanh Tam Đảo thực hiện. Xác định du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, thị trấn Tam Đảo đã đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân tập trung phát triển các cây con phục vụ cho du lịch, lấy sản xuất rau su su an toàn là chủ yếu, đồng thời sản xuất thêm một số loài cây cảnh, hoa, rau phục vụ cho nhu cầu thị hiếu của du khách. Tổng diện tích gieo trồng cây su su của thị trấn đạt trên 50 hectare, sản lượng trung bình đạt 800 tấn một năm. Của mục tiêu của đại hội đề ra của nhiệm kỳ 2010-2015 thì với nhiệm kỳ tôi đánh giá là đều chúng tôi đều là vượt chỉ tiêu mục tiêu đại hội đề ra. Thế như ví dụ như là về dịch vụ du lịch là đạt 115%, về gia đình văn hóa tôi đạt là 103% so với mục tiêu đại hội đề ra, cũng như là nhà nước đầu tư một số những hạng mục công trình vào trong địa phương tôi thì cho nên là thu hút được vào khách du lịch. Thế đời sống kinh tế của nhân dân tôi tăng lên, bình quân là đầu người đầu năm 2010 thì chúng tôi thu được có 62 triệu đồng trên 114 là thu 71 triệu 280.000 đồng trên một người trên năm, nên là mức độ phát triển kinh tế tương đối cao. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc, các chính sách an sinh xã hội được triển khai. Trên địa bàn thị trấn không có hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề, nền tảng để Đảng bộ và nhân dân thị trấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
cần tập trung đầu tư, cũng như là người ta ban hành những nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành, các cơ quan chức năng kịp thời để chúng ta làm sao là đưa địa phương chúng ta thành cái du lịch mũi nhọn, chúng ta là phấn đấu vượt những chỉ tiêu mà mục tiêu đại hội đề ra trong 5 năm tới. Và tập trung nữa lãnh đạo là tất cả đối với lại các cơ quan đơn vị phát triển dịch vụ du lịch chúng ta là phải đi theo những cái định hướng quản lý của nhà nước và có sự lãnh đạo của Đảng trong các mục tiêu phát triển kinh tế, để làm sao được mục tiêu đó là làm cho dân giàu, lập mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Với sự định hướng đúng đắn của các cấp ủy chính quyền, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thị trấn Tam Đảo đã và sẽ phát triển trở thành điểm du lịch thu hút du khách của tỉnh. Công an xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đã triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng, giúp cán bộ chiến sĩ có chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Năm 2015, Công an xã Đồng Quế đã tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Hàng tháng, Công an xã đều tổ chức họp kiểm điểm để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, chấn chỉnh những tồn tại, có biện pháp khắc phục. Với cái tinh thần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ công an xã Đồng Quế luôn tích cực học tập, rèn luyện làm sao cho xứng đáng với 6 điều Bác dạy công an nhân dân. Và khi đại hội Đảng diễn ra thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi tích cực học tập, rèn luyện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đồng Quế, góp phần việc đảm bảo an ninh trật tự và góp phần nhỏ bé của mình và thành công của đại hội Đảng các cấp. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc của lực lượng công an xã có chuyển biến tích cực. Việc chấp hành quy trình, chế độ công tác, lề lối làm việc, ý thức chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị cấp trên được thực hiện nghiêm túc. Nếp sống văn hóa, quan hệ giao tiếp ứng xử được quan tâm thực hiện trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để tự sửa chữa, khắc phục, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Bản thân tôi thì sau khi là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi vận dụng vào cái bản thân tôi là cái thứ nhất, một về cái tác phong của làm việc thì đi đúng với giờ giấc và thực hiện và giải quyết những cái công việc. Thì cái thứ nhất, một là về trong cái lĩnh vực để mà cùng với anh em, tức là đoàn kết trong cái nội bộ của lực lượng, thế rồi thì là đoàn kết trong nhân dân và gần gũi với nhân dân và giải quyết những cái công việc là nó được tốt hơn. Với sự nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện, nhiều năm liền, Công an xã Đồng Quế đều đạt danh hiệu quyết thắng, đơn vị tiên tiến. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chương trình Thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.